Tôi nghe nói ông mới lấy được cái bằng lái bằng C C C đúng không? Đúng rồi, vất vả lắm. Vất vả lắm à? Hồi đó ông thi được mấy điểm vậy? Như thi được quên rồi, nhưng mà thi thực hành được 85 điểm. Thực hành là cầm cầm chạy 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 Lên dốc chạy cầu á? đùa mà dốc cầu bị rớt không? Tụt không? Không, Đùa mà tôi lên dốc cầu tôi thi là bị tụt 3 lần luôn. Thế nên phải phải bỏ hồ sơ, nộp hồ sơ khác thi lại đó. Thiệt rồi mà. rồi cuối cùng cũng có bằng đúng không? Cuối cùng cũng có bằng mà. Tâm lý lên rung lắm, Rung không à? mà bỏ cái bằng lái qua đi thì sao, nói sao? Hả? Tại vì tôi thấy ông nghe nói ông có bằng rồi, tôi hỏi ông có cái kinh nghiệm này ông có Thì không anh có nè. bằng rồi thì có kinh nghiệm đâu mà chuyện vậy. Thì anh về anh ráng học 450 câu đi, về nhà ráng đêm nào cũng ngồi đọc thuộc đi. Tôi nói ông là cái vấn đề mà gọi là lý thuyết mà ấu cái lý thuyết để mà bảng hiệu bảng này đường đi đường này nọ, tôi nói là tôi chỉ cần nhìn xa tôi nhìn biết cái bảng là bảng gì rồi, Nhưng mà cái vấn đề đó khỏi cần nói, gọi là cái kinh nghiệm đi đường á. Tại vì tôi lấy bằng về tôi toàn trồng rau không chứ tôi có chạy xe đâu. kinh nghiệm đường là sao đây không? Anh nói tiếp đi. À ý vậy nè, đi chắc chắn là thế nào cũng có ngày gặp thôi, thật sự luôn đó. Trời nắng tôi không nói, trời mưa bình thường tôi không nói, đôi khi có một trận mưa rất khủng hoảng Nó thiệt không luôn, hoảng. khủng lắm. Tôi có đi rồi, đi với một tài xế một lần rồi, tài xế nó kêu thôi anh chị vô quán nước uống nước cho nó giải khát, đợi cơn mưa nó ngớt lại rồi đi chứ bây giờ mưa quá Đi lớn xe hơi còn nước mưa đó, đi xe hơi ghé trong quán nước mưa là đi Sonda cho rồi. sợ xe ướt thần. Xe À chờ xe ướt đi xe hơi mưa quá ghé quán cà phê ngồi nước mưa xíu tạnh mưa rồi rồi đi tiếp. không, không phải ý như vậy, ý là nghĩa là mưa nó quá lớn đi đúng không, nghĩa là tài xế không thấy đường để chạy. Hạn chế tầm nhìn đúng À, hạn chế cái tầm nhìn, tài xế không thấy đường chạy đâm ra mới tấp vô đợi mưa nó ngớt lại đó, rồi khi nó ra mà còn mưa chăng nữa thì có cái kiến gạt 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 này nào chạy vẫn bình thường, đúng không? còn mưa mà quá nhiều đi đâm ra nó hạn chế tầm nhìn, nó bắt xe tài xế nó cẩn thận mà. Xui cái cần gạt nó gạt dữ quá, gạt mà cháy luôn cần quạt nó không đứng luôn rồi. Thì thằng đứng trên bên gạt 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 y trong trong cái Nó biết làm sao đó vậy? đó, em nói giỡn giỡn chứ. À, ông biết nội dụ đôi khi tôi chạy xe lỡ mà trời mưa quá lớn đi mà cũng cầm thí dụ nha, đường cao tốc lấy ông dừng Đúng rồi, đúng không, ông dám dừng không đúng rồi. đó, anh thử tôi nói thí dụ một cái đường cao tốc, một cái chặng đường đó chừng ngắn thôi mà một chặng mưa quá lớn không thể thấy đường, tầm người nhìn mình nó hẹp với lại nó khúc đi, ông cách nào xử lý giùm không? Thì anh lôi con thiên nhãn của anh ra anh nhìn. Thậm chí mà khi đó là tôi đeo đeo kính kính cận đúng không, tôi tăng kính cận lên tí xíu mà mượn cái tại ông lão cái bên đó, để nhìn thấy tầm nhìn luôn mà không được luôn á, Đeo vô tí mày mở ra đầu choáng luôn không? thì đúng rồi Không cận thành cận chấp luôn. chấp nhận để mình đi qua, khi đó khi mình dừng xe lại nó choáng cũng được. Anh mà lấy con thiên nhãn anh ra anh soi là thấy được rồi đâu mà. Thiên nhãn thì nó là cặp mắt kính đó chứ chi, Thiên nhãn là cái camera điện thoại á. ủa là sao? Camera điện thoại nó đâu quay được mưa đâu. Ê cũng hợp lý ha. Thì mà mắt mình nhìn mình thấy mưa nhưng mà lại nhìn vô camera là không thấy mưa. Ê cũng đúng mà. Cho nên anh lấy cái camera điện thoại anh nhờ ông Lơ ông kế bên nào đó, thường một người đi xe thường có hai người, có À anh em hay rủ đi chung hay gì đó, thì kêu cái ông đó ông đưa cái điện thoại ra, cái loại góc lớn lắm đó nha, không phải đơn giản đâu, góc rộng lắm á, để nhìn thấy thôi. Cái camera nó không quay được mưa. tôi hiểu ý ông rồi, có nghĩa là có một người nào đứng kế bên, ngồi kế bên để rọi để nhìn thấy ở trước có chướng ngại vật không, Đúng rồi, báo với tài xế thấy rõ nét như ban ngày luôn á. là chỉ có gọi là mưa là ánh mắt mình nhìn thấy thôi, chứ còn qua cái camera điện thoại là không thấy ánh mưa hạt Camera điện mưa. thoại không thấy được ánh mưa, không thấy được cơn mưa, mình sẽ thấy được rộng và xa theo cái của camera đó, nhưng mà thấy được á Đù thiệt mà. ấy vậy camera hành trình nó cũng 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 có Đúng đấy, rồi, camera hành trình nó nhiều khi nó cũng đưa vô màn hình cho mình mà. nhưng mà camera hình nằm ở phía dưới mới nằm ở trên chứ, nó đâu có nằm ở À cái tầm để mình nhìn trước đúng không? mắt anh đâu. Đôi khi anh nhìn camera trình cũng nguy hiểm, vì anh nhìn anh cứ nhìn thẳng cho cái màn hình bằng màn hình phía xéo anh đâu được, anh phải nhìn thẳng như đối diện anh nó mới dễ hơn chứ. Đù. Tại sao không nói sớm trời? Không, tại vì ngày mai là tôi có một chuyến đi 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 gì? Lâm Đồng. Là chở khách du lịch đó hả? À không, tôi chở chở rau. Chở rau đi Lâm Đồng mà tôi nghe nói là Lâm Đồng mùa này mưa lớn lắm. Anh áp dụng cái chiêu này anh cứu theo ông Lơ nữa, cái người quen đó. Thì đi 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 dài mới có ông lời chứ không nói gì không trời. Để áp dụng. Nói chung là camera điện thoại, nói chung là cái camera thôi, camera em đang quay anh cũng được nữa, nó không có bắt được mưa. À là có mưa cỡ nào chăng nữa vẫn thấy xuyên suốt được. Đúng rồi, Đồ. Để mai tôi áp dụng thử nha. anh áp dụng thử đi, thật thực tế luôn á. Ok được rồi. á. Ok.